Hello, xin chào tất cả các anh em. Lại là em Tươi đây và hôm nay thì quay cho em một mẫu lồng. Đây là một mẫu lồng cu gáy hàng rất là đẳng cấp luôn nhé. Mẫu lồng này thì em quay trực tiếp tại triển lãm về các cái mẫu lồng. Đấy, thì mẫu này bên em cũng không có cung cấp và không bán. Đấy, mẫu lồng này thì thấy đẹp nên là quay cho anh em ngắm và chiêm ngưỡng thôi. Đấy, chiếc lồng là một đồi mồi về trước này, rất là đẹp luôn. Đấy, quay thôi đã nhìn là rất là phê rồi. Nghe mà xem trực tiếp là cực kỳ ưng ý.